Hi everyone, I'm Sophie Pham, the founder and lead teacher of Sophie Language. We now offer tutoring services Monday to Saturday from 4 p.m. to 8:30 p.m. and group classes on Sundays from 10 to 2:30 p.m. at DuPont and Lansdowne for adults and children in Mandarin and Vietnamese. You can find us online at sophielanguage.ca and on Facebook at facebook.com/sophielanguage.ca. I am looking forward to seeing you soon. 大家好，我是 Sophie Fan, Sophie Language 学校的校长。我们提供中文与越南语家教辅导，从周一到周六下午4点半到晚上8点半。另外，我们还有周末兴趣班与少儿班，每周日上午10点到下午2点半，地点 DuPont 和 Lansdowne。你们可以找到我们在官方网站 sophielanguage.ca、脸书 facebook.com/sophielanguage.ca。欢迎大家过来学习。chào cả nhà。Mình là Sophie Minh Phương Phạm, người sáng lập và quản lý Sophie Language. Trường mình có cung cấp dịch vụ tutoring tiếng Trung Quốc phổ thông và tiếng Việt tại nhà từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ rưỡi tối. Ngoài ra, Sophie Language còn có các lớp học cho mọi lứa tuổi vào chủ nhật cuối tuần từ 10 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi chiều. Các bạn có thể tìm thấy trường mình tại trang web sophielanguage.ca, Facebook fanpage facebook.com/sophielanguage.ca. Rất mong sự ủng hộ của quý phụ huynh và các bạn.